Trung tâm Điện tử Hình Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên sóng và giới thiệu các bác về hai cặp loa sạc pin Vega. Hai cặp này thì rất nhiều bác mua hụt. Thì cũng xin lỗi các bác là có một bác khách hàng là cũng định chốt hai đôi này với một bộ cấu hình âm thanh, cho nên em không phá lẻ ra để em bán. Nhưng mà vừa rồi thì thấy hình như là trục trặc, vợ không cho mua. Một bộ đầu tư khoảng độ hơn 60 triệu thì hình như là vợ không cho mua, cho nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục giao dịch tiếp về hai cặp loa sạc pin Vega 3 đường tiếng này. Đấy. Dòng loa này thì xuất phát và nguồn gốc xuất xứ của nó là dòng loa sản xuất tại Mỹ, với thiết kế một bát 30, một chung và một kèn, hai nỗ thở hai bên. Loa này thì thùng của nó là thùng gỗ bọc da. Đấy. Thùng gỗ bọc da. Tất cả ngoại thất của nó thì khá là ổn, đẹp mắt. Và nhận diện thương hiệu thì chắc chắn là Sevin là một trong những mẫu sản phẩm thương hiệu mà có khả năng nhận diện một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Đó chính là ngay ở trên cái lưới này đã có chữ Sevin Vega rồi. Và thậm chí không cần cái chữ này thì bên trong chúng ta thấy rằng là những dòng loa của Sevin Vega, nó là dòng loa mà có gân đỏ ở giữa rốn của nó là có cái phễu hình cái quả loa. Đấy. Và cặp loa này thì nói chung là, nếu em nhớ không nhầm thì cách đây nó rơi vào tầm khoảng 3-4 năm về trước là có một cặp duy nhất. Và cũng nhiều bác thích cái cặp loa này nhưng không mua được. Và gần đây thì em có hai cặp này thì cũng phải đến vài chục bác gọi điện về cặp loa này. Nhưng mà em lỡ nhận lời của một bác khách hàng cho nên là em không bán. Thì ngày hôm nay sau khi trượt kèo thì em lại lên sóng bán tiếp về hai cặp loa này. Đấy, hai cặp loa này các bác nhé. Thùng vỏ thì chắc là không có vấn đề gì để các bác phải suy nghĩ. Tất cả mọi thứ là rất là ổn. Đấy. PN12F. Dòng loa 3 đường tiếng thì đương nhiên về chất lượng âm thanh của nó thì hơn hẳn dòng loa 2 đường tiếng luôn. Và một điều không thể phủ nhận đó là cặp loa này về hình thức thiết kế của nó cực kỳ nổi bật, cũng như là cái chiều ngang của nó rất là gọn, cho nên là kê kích vào bên TV nó rất là gọn, nó không bị chiếm chỗ. Cái thứ hai là về chất lượng âm thanh thì quá ngon luôn. Mời các bác hãy cùng anh Phương test thử các bác nhé. Thử test thử một đoạn này. Đây này, em đang đánh hai quả. Bát ra bát, chép ra chép, đâu ra đấy luôn các bác. Cái này thì đúng là khi mà các bác nghe nhạc thì hai cái loa 3 đường tiếng này thì tiếng nhạc nó ra rất là nét. Tiếng lời ca nó sắc nét rõ ràng. Tiếng nhạc cụ ở đây nó ra rất là chi tiết. Các bác nghe thấy tiếng chạc. Đó chính là cái dòng chép của dòng loa sạc pin. Nam bản con họ mượt mà. Planning a journey at home can be tricky enough. Ôi giời. Con họ má kinh ấy. Với cặp loa này hiện tại em đang bán với giá rơi vào tầm 15 triệu một cặp này các bác nhé. 15 triệu một cặp loa 3 đường tiếng của Mỹ, Sevin Vega. Các bác nhanh tay gọi cho em với số máy 097 1998 555 để sở hữu ngay cái cặp loa này. Đừng để hụt nhé các bác nhé.
chắc chắn rằng là em lên sóng như này rất nhiều bác sẽ thích cặp loa này và cũng sẽ có nhiều bác mua hụt, cho nên là cặp loa này sẽ dành cho bác nào gọi điện nhanh nhất, sớm nhất. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt.